quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin vui mừng chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đồng chí Nguyễn Thái An, Phó trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn. Chúng ta dành một tràng tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của nhà giáo Nguyễn Duy Thìn, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của nhà báo biên tập viên cao cấp Vũ Quang Vinh, Phó giám đốc Phó tổng biên tập nhà xuất bản Dân Trí, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của nhà báo Bùi Thị Hương, giám đốc nhà xuất bản Dân Trí. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của thạc sĩ Hứa Xuân Sinh, tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt. Một vị khách mời rất là quen thuộc đối với các em học sinh. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Andreas Campiani, giám đốc marketing quốc tế công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Ngọc Linh, giám đốc thương hiệu.